Xin chào anh em mình nha. Nay sáng nay toàn tiếp tục đi núi nha cả nhà ha. Hiện tại đang lên cái dòng thứ hai, thứ ba rồi nè, đang ở trên cao nè. Đó. Thì mình quay lại cho anh em mình xem. Đó là núi rừng của Bình Định nha anh em ha. Mấy anh em còn đang ở trên cao kìa. Đi 4 5 anh em đang ở trên. Thì toàn đứng cái khe này, toàn lái siêu mini thôi nha anh em ha. Đây. Chỗ khe là thường hay là có những cái đất sói rễ là rất là đẹp. Sẵn tiện là mình chọn cái vị trí mình quay cho nó đẹp luôn. Đây, cái góc một có một cái góc chiều xuân đây, đang ho nè cả nhà. Cả nhà mình thấy ho không? Ho dày hết nha. Đây là cây này, cây chiều xuân nha anh em. Cái góc nó rất là đẹp này, cái co nó này. Đó. Nó sói ra, nhưng mà nó bị cái lúa chỗ đây. Nó bị cái lúa chỗ đây nha anh em. Anh em là thích cây này thì bóc toàn nha, nó bị một cái lúa ngay chỗ cái co này. Nếu nó không bị cái lúa là toàn lấy rồi đó. Để toàn quay cái video ngược lại đi. Em quay video ngược lại anh em mình thấy cái cây nha. Đây anh em, cái chiều xuân này, mùa ho của nó này rất là đẹp. Ồ, ho trắng cả cây luôn ha. Họ quy một cái chùm xuống. Trắng hết. Nó lách cái chỗ đây rất là đẹp, một cái rễ bay ra. Ồ, một cái co. Mà cái co này nó bị lúa này. Nó bị lúa này, nếu nó không bị lúa là toàn lấy rồi đó. Anh em là kết cái này thì bóc toàn lên núi toàn lấy cho nha. Còn đây thì nếu mà lái siêu mini thì bắt ngắt. Bông trang siêu mini này cả nhà. Bông trang trong rễ này. Đó. Dạng này lái về ôm đá. Cái sim này, toàn định đào cái sim này nè. Một cái sim siêu mini nha anh em ha. Sim siêu mini, cái này về ôm đá cũng rất đẹp, rễ này. Đó, siêu mini, rất đẹp luôn. Những cái chỗ sói sói mừng nước này thường có rất là nhiều cái cây rất là đẹp. Ô, mùa này mai ra ho nè anh em, mai ra mai núi nè. Đó, cây rất là nhỏ, có góc sim này đẹp nè anh em. Góc sim này, đây, cái góc sim nó bay ra nhỏ như thế này nè. Đó, lấy những cây này về chúng ta ép chậu sim đi chơi rất là nhiều sim nhá. Tí nữa toàn sẽ lấy cái sim này anh em ha. Sim rất là đẹp. Lấy mấy khúc chim này về chơi này. Hàng trăm rễ nha anh em. Ôi, nó cực quá. Đó, chim trăm rễ nè anh em. Nhưng mà mấy cây này thì nó khó sống. Mình lón rồi toàn lấy góc kia. Góc đó, góc này nha anh em. Đó, một cái góc chim trăm rễ bay ra như vậy, nằm cục đất này. Rất dễ lái, dễ sống luôn. Rồi, thì quay sơ cho anh em mình vậy thôi. Anh toàn tiếp tục lên núi đây. Tiếp tục lên chứ, để lạc anh em đang ở trên kia. Đứng quay suốt đi, Hải Châu nè anh em. Chọc cái khe thì chúng ta sẽ lấy những cái những cây chân rễ rất là đẹp. Cái khe nước nó sẽ xói cái bộ rễ ra, chúng ta sẽ có những cái cây chân rễ rất là đẹp. Cái này cái Hải Châu. Hải Châu nè anh em, Hải Châu mà cái này nó bị bể lúa gốc. Cái nào không bể lúa thì mình lấy. Ở đây Hải Châu cái này nó. Cái này nhỏ chứ mình lắc riêng này, cò lắc nó này. Đó, anh em thấy không? Nó cò lắc lên này, để toàn lấy cái Hải Châu này nha. Rồi chờ xíu toàn quay video toàn lấy Hải Châu nha. Hải Châu lá nhỏ lá rí này. Rất là đẹp. Rồi hello anh em mình nha, mình phát hiện một cái góc sim. Sim này, cái chân rễ nó qua này, nó hàng một cốt nha. Sim thì toàn thường đào cốt, toàn mới đào nha, hoặc là quái. Đó, một cái cốt nó nằm trong cái bầu đất đi lên như này, nó lách qua đây. Thì chỗ này lúa thì chúng ta bỏ. Bỏ thì chúng ta sẽ lấy một khúc lúa chỗ đây, mình lấy cái co lên đây.
Anh em thấy co qua đây rất là đẹp này. Đó, nó có cái co. Lên tới đây chúng ta bỏ lấy co qua đây, qua đây. Cách đây lấy, ok. Đó, sim này mùa đang này, sim này anh em ha. Mùa này ho rất là đẹp nhá. Còn thì lấy sim này nha. Anh em chờ toàn xíu nhá. Đây nha cả nhà, toàn lấy ra rồi nha cả nhà. Chỉ được một cái rễ cám nhỏ phía dưới thôi. Hai cái rễ cám thôi. Thì góc nó nằm như thế này, nãy nó nằm tầng bay như thế này nè anh em. Đó. Còn bay như thế này thì nó lắc lên đây một xíu. Đó, sim nha anh em ha. Đó, nó bay lắc lên xíu. Về mình trồng rồi mình tạo tác sơ nha anh em. Còn bên đây cái lúa. Đó, tùy cách anh em mình trồng, dựng đứng lên cũng được. Dựng đứng lên thì chơi bên nhân. Rồi, ok, mình xin phép xuống video nha. Một cái sim nha cả nhà. Còn qua toàn lấy hai cái sim, sim mini kia nữa. Rồi bắt đầu toàn lên núi với anh em chứ. Đứng dưới này hơi lâu. Rồi, chào anh em nha. Được cây gì toàn quay lại cho anh em xem nữa nha. Còn cái chiều xuân anh em nào có lấy thì lấy nha. Không bị lỗ xíu đấy. Đang ho. Đây, em sim thứ hai nha cả nhà. Một cái chân rễ co lách như thế này, bay ra. Đó, sim nha cả nhà ha. Rất là đẹp nha. Toàn đào tới đây rồi này. Thì rễ nằm ở trên đây rồi nên thôi, toàn sẽ lấy cuốc dưới đây nha anh em. Lấy một co bay đây, cứ nằm rễ thôi, sao nuôi chúng ta được rồi. Chứ không là chúng ta ép chậu nó chỉ lỏng chỏng thôi, hoặc là chúng ta ôm đá thôi. Nha cả nhà ha, em cái sim rất là đẹp nha. Rồi, toàn sẽ lấy nó lên nha cả nhà. À, nhìn nó duyên không cả nhà, nhìn duyên không à. Sim cái này chúng ta chơi sim mini thì bài luôn nha cả nhà, rất là đẹp, mỗi cò lắc rất là duyên luôn. Rồi tiếp tục nha anh em. Rồi xin lỗi anh em nhé, nãy giờ cái máy nó hơi bị trục trặc xíu là không có quay lúc đào cho anh em được, thì trong vòng mấy phút thì cũng một chỗ đây nãy giờ này anh em, thì toàn đào được mấy cây, toàn quay lại cho anh em xem mấy cây này. Thì một cây hải châu siêu mini này. Đó, chân rễ lên như thế này, co lách này. Hải châu lá nhỏ nha anh em ha. Đó, rất là đẹp luôn nè, rất là duyên này. Anh em thấy không? Cây này về anh em mình làm siêu mini rất là đẹp nha. Tại vì cái cành nó cũng có như chiếc đũa thì anh em mình uống kém nó cũng dễ nữa. Làm thắt đổ hay gì đó thì tùy anh em mình. Cái này làm thắt đổ cũng rất hay. Nha, hay cả chúng ta cắt ngắn xuống ta làm siêu mini. Ôm đá. Nha cả nhà, cây số 1 là hải châu này. Đó, còn lại là cái đây là hàng chân rễ của sim tím. Đây một cái chân rễ cái sim tím đây. Đó, cái sim tím nha cả nhà, chân rễ này rất là duyên nha. Đó. Rễ non rễ cám rất là nhiều luôn. Rồi. Cái số 3 đây, 3 cũng là một cái tím sim tím siêu mini, hàng chân rễ như thế này. Sim tím siêu mini, hàng chân rễ này. Đó. Rất là đẹp nha anh em ha. Nó lên đọt non này đang mùa chuẩn bị cho ho hết á. Những sim tím thì cho ho rất bình thường nha anh em ha. Tiếp đây là một cây sim tím chân rễ nữa này. Đó, một cái chân rễ sim tím này. Rất là đẹp luôn nha. Về làm văn nhân, chân dài, rễ cám vi vu luôn. Đó, được mớ đấy. Được 1, 2, 4 cây. 4 cây đây, một cây sim nảy đào nữa là 5 cây rồi đó. Rồi, tiếp tục đi thôi anh em ha. Rồi, hai châu lá nhỏ nha anh em. Đó, siêu mini. Kèo cục đá toàn mớ. Khư cục đá ra rồi. Rồi, bây giờ chúng ta lấy thôi. Nó mỗi chân rễ qua rồi vậy. Nó lên lắc đây, lắc như này về chúng ta cắt ngắn lại chúng ta chơi. Lá nhỏ nha anh em ha, lá nhỏ nha, lá tại núi nè. Đó, siêu mini chân rễ 20cm như này, cắt ở đây là có hai mầm này. Một mầm, hai mầm anh em ha. Cỡ đây là chơi siêu mini được rồi này. Đó. Ok, toàn lấy thôi. Đây, toàn phát hiện một cây sầm đá nha anh em ha. Dòng này bông tím này, cái dòng này lá nó tròn đậm này. Cái bông tím trái nó xài hơn này. Dòng này bông đẹp hơn nha anh em ha. Dài trắng này, dài trắng thì nó dễ. Dài trắng này dễ chăm hơn trong mấy dài kia. Nó ra bông tím rất là đẹp. Cái rễ nó đi nó cũng duyên nên toàn lấy này. Đó, rễ nó đi dày nó ra đây, bể nó nằm đây. Ra ra đây, nằm rễ này. Rễ này anh em. Thì mình lấy cỡ đây dày mình về mình làm một cái mini chậu ấy được rồi. Đó, nó rất là duyên, nó nằm lách như vậy, lên đây nó lách qua đây nó lên. Về ép chậu mini rất là đẹp. Mai mốt mà dòng này nó có một số cây nó ra bông toàn quay cho anh em mình xem. Bông rất là đẹp nha anh em. Cây này nó cũng duyên này, ép chậu rất là duyên. Hy vọng là nó sống nha anh em ha.